Bạn đang nghe kênh đọc truyện ngôn tình chọn lọc, hãy bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có tác phẩm mới nhất. Truyện ngắn, nói yêu em đi, đồ hèn, tôi xin giới thiệu với các đồng chí, sĩ quan huấn luyện đặc biệt cho đợt xuất kích này. Ngài chỉ huy căn cứ nói, cả căn phòng im lặng như tờ, dành cho người thầy mới của mình một sự tôn trọng tuyệt đối, tuân lệnh tuyệt đối. Cánh cửa phía bên mở ra, một cô gái mặc quân phục bước ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cao chừng trên mét sáu, da trắng, má hồng, dáng đi đúng chuẩn con nhà binh. Ánh mắt sáng quắc như đốt cháy bất cứ vật gì cô nhìn tới. Tất cả mọi người cảm thấy không lạnh mà run. Thiếu tá Trần Lâm, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện các đồng chí và chỉ huy chuyên án rồi một. Đẹp như thiên sư ấy, liệu có phù hợp để ra chiến trường không nhỉ? Quách An nghĩ thầm, mắt thái liên hồi. Mà thiên sứ này sẽ huấn luyện bọn mình cái gì được đây, bố bụng chăng? 11 sĩ quan đặc vụ bọn gã đều được tuyển chọn kỹ càng từ những đơn vị nồng cốt của chính phủ. Năng lực thì khỏi phải nói cũng đủ biết. Nếu không nói bọn gã là lực lượng bất khả chiến bại thì cũng là một đội có thể làm kẻ địch nghe tên đã muốn cho nổ tung xác từng người rồi. Hơn 5 năm trước, gã nằm vùng trong băng nhóm cánh cam, đã đã phải nghiện ma túy, mà còn phải nghiện cho thật nặng. Nói chung nếu mực nằm gai, sống trong xa hoa, chui súc bụi bờ, ngủ trên giường ấm, gái đẹp hay vạ vật trong đường gã nếm đủ cả. Gã sống và chờ đợi suốt 5 năm, đồng đội gã ở bên kia chiến tuyến đã xông vào xào huyệt, hay nói đúng hơn là một cơ sở sản xuất hàng trắng do gã chỉ điểm. Trong một đêm, hơn 50 tên đã xa lưới, còn tên cầm đầu lại cao chạy xa bay. Nhiệm vụ của gã lần ấy coi như đã hoàn thành nhưng việc để lọt lưới tên trùng cánh cam khiến gã không cam lòng. Hóa ra đó chỉ là một chi nhánh của băng nhóm tội phạm ma túy quốc tế. Theo điều tra của cảnh sát Trung Quốc, hiện tại cánh cam đang lẫn trốn ở khu vực biên giới, có thể là vùng núi phía đông nam dãy Himalaya cùng với những đồng đảng kế tiếng. Sau khi cai nghiện ma túy, gã tình nguyện xin quay lại tham gia vào việc truy quét đến cùng băng nhóm này. Nghĩ đến đây, gã bấm bụng, ta đã vào sinh ra tử không biết bao lần, lẽ nào cấp trên coi thường ta, đưa một con nhóc phát mũi chưa sạch ra để huấn luyện. Gã ghét nhất là làm việc gì cứ có đàn bà nhúng mũi vào, vừa yếu đuối, vừa mau nước mắt cuối cùng cũng chỉ làm vướng cặn bọn gã mà thôi. Huấn luyện giai đoạn 1, bọn gã phải học cách cận chiến nâng cao. Gã xung phong lên đầu tiên, gã sẽ đố ngã của nàng thiên sứ này xem cấp trên còn định coi thường bọn gã được không. Gã vừa xông lên, chưa kịp hiểu tại sao, thì đã thấy mình nằm sống xoài dưới đất, sống lưng như bị ai cầm bố tạ mà đập cho hãy đôi ra. Lúc gã bò được dậy thì đồng đội của gã đã nằm la liệt mặt mũi tái nhợt. Thiên sứ của gã vẫn khoanh tay đứng đó, mặt không biến sắc như chưa hề động chân động tay. Sau đợt đầu huấn luyện gã mới biết, thiên sứ của gã là một người được tôi luyện bằng thép. Nghe đồng cô ả là kiện tướng Tây Côn Đô, được huấn luyện từ nhỏ tại Trung Quốc, sau đó sang Nga tiếp tục huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt. Cả nội lực, tinh thần, ý chí và khả năng chiến đấu cao hơn bọn gã tới mấy lần. Bữa huấn luyện thích nghi với địa hình, bọn gã tới bên dưới một vách đá dựng đứng để tập kết. Buổi sáng sớm bóng một cô sơn được xuất hiện trong sương mù, lưng đeo gùi, bên hông lúc liệu ống nứa đựng nước. Đã lâu lắm rồi, ngoài sĩ quan huấn luyện Trần Lâm ra, bọn gã chưa từng được nhìn thấy bóng dáng phụ nữ nào. Gã thò đầu sang hàng bên cạnh thì thào, em này ngon quá, mong mẩy thật. Mấy gã đứng hàng bên cả liếc mắt, ừ hử. E hèm, hành động buôn chuyện của bọn gã không qua khỏi ánh mắt của Trần Lâm. Cô gọi đồng chí An lên đây cho tôi. Gã đúng đỉnh đi lên, bắt vẫn liếc ngang liếc dọc như chưa có gì phải sợ, nói chuyện trong giờ luyện tập là phạm luật cậu biết chứ thưa chỉ huy chỉ là nói thầm thôi ạ à. nói thầm cũng là nói cậu vừa nói gì nhắc lại tôi xem nào dạ gã bắt đầu đỏ mặt dạ em này ngon quá mong mẫy thật trần lâm chỉ lên đỉnh núi và bảo ngày hôm nay chúng ta sẽ tập chiến đấu trên địa hình sườn núi cậu vừa leo vừa lặp lại câu đó một nghìn lần cho tôi có tiếng cười khúc khích ở dưới phăng lên trần lâm chỉ lừa mắt tất cả đều im phăng phát còn ai cười nữa không? Tôi sẽ cho cười luôn một ngày đến độ không đóng được miệng lại mới thôi. Cả ngày hôm đó, gã hì hụt đu dây thừng, leo lên những mỏm đá cao lởm chởm, nếu không cẩn thận cũng trượt chân mà rơi xuống chết, lại còn phải gào thật to, em này ngon quá, môn bẫy thật. Sáng hôm sau, nghe đồng đội kể lại, cả đêm gã mê sảng chỉ nói mỗi một cô ấy khiến cả bọn không sao ngủ được. Gã bắt đầu đưa cái tên Trần Lâm vào danh sách những kẻ đáng phải hủy diệt. Cái gì mà Trần Lâm, nghe cái tên cũng đã chả có chút nữ tính nào rồi. Một con mụ dữ như chặn lửa, trong suốt cả đợt huấn luyện không có lúc nào mà thân thể gã lành lặng không sương chỗ nọ bầm chỗ kia. Đã thế, đóng tài liệu về băng nhóm tội phạm quốc tế lẫn lộn cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh Hạ Bắc gã phải dịch ra rồi báo cáo lại chi tiết, kèm theo những phân tích rõ ràng. Gã nhận ra một điều, nếu đăng bà đẹp lợi hại một, thì cô lợi hại gấp trăm lần. Thỉnh thoảng Trần Lâm một mình ở trong phòng, bắt đâm đâm nhìn vào tấm ảnh in trên tập hồ sơ, Quách trăng, người đàn ông này không phải là kẻ tác chiến giỏi nhất đội, cũng không có đầu óc phân tích sắc bén nhất đội, càng không phải là một kẻ biết kiềm chế bản thân. Nói cho cùng gã chẳng có gì nổi bật. Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy, trái tim cô như không thể khống chế được nhịp đập. Ánh mắt trong suốt của gã như chưa từng khuất phục. Trên người gã phát ra một sự lôi cuốn đặc biệt đối với tất cả những người xung quanh. Chỉ cần gã hô sông lên là tất cả ào ào tiến tới, chỉ cần đã không tiến lên là tất cả cảm nhận được hiển nguy. Trần Lâm không thể lý giải nổi vì sao khi đứng trước con người này, cô đột nhiên thấy cảm phục. Trong suốt nửa năm ngoài huấn luyện ra, Trần Lâm phải phân tích tư liệu để chuẩn bị cho chiến dịch r một. Mười đặc vụ bọn gã là cánh quân chủ lực phối hợp với cảnh sát quốc tế Trung Quốc và Canada mở đợt tấn công truy quét sao huyệt đầu tiên của bọn chúng được định vị trên dãy Hoàng Liên Sơn, phần của núi Ai Lao Sơn đoạn tận cùng phía đông nam của dãy núi Himalaya cả một khu vực rộng lớn và nguy hiểm như vậy ai cũng đoán trước được chuyện sinh tử nhưng tinh thần vẫn phấn chấn bởi suốt một thời gian dài huấn luyện bọn họ chỉ muốn xông pha chiến trường và hoàn thành nhiệm vụ ngày lên đường đã điểm bọn gã sẽ xuất phát luôn từ danh trại không có chuyện về thăm non hay từ biệt người thân thậm chí điện thoại cũng không được sử dụng điện đàm cũng hạn chế đối với những nhiệm vụ như thế này hậu sự của bọn gã đã được chính phủ lo từ a đến Z rồi chỉ việc chiến đấu giành chiến thắng hoặc hy sinh. Sinh tử ác có số, gã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng tiếp tục nằm dưới sự chỉ huy của Trần Lâm là điều khiến gã không thoải mái lắm. Hay nói đúng ra gã không can tâm núp dưới bóng đàn bà. Bọn gã có 12 người, bên phía Trung Quốc và Canada có 15 người, tất cả chia thành những đội nhỏ tiến sâu vào khu vực núi Ai Lao Sơn. Đêm đầu tiên, đội của gã hạ ba láng trại ở một sườn dốc. Đêm đến, chỉ nghe tiếng lá trì rào của rừng Samu lạnh lẽo. Gần sáng, những tiếng thép kiến đã bật dậy như lò xo, nhưng không kịp nữa, một dòng thác ập đến mang theo những cái cổ thụ bật gốc quét qua lán trại. Tất cả đều bị hất tung lên cao rồi chìm sâu dưới dòng thác lũ. Lũ quét bất ngờ ập đến trong đêm như một con trang khổng lồ nếm sạch những gì nó đi qua và ấn sâu vào cái bụng tham lam đầy nước và cây cối ấy. Đã thấy tấm vải bạc đổ sập lên đầu không còn biết phương hướng nào mà chui ra. Trong đêm đen đặc và tiếng rú gầm gào, gã chỉ thấy một cánh tay vươn ra kéo gã lôi sang ngoài, chạy ngược con dốc trơn tuột. Tay nắm trong tay, gã cứ thế chạy theo cái bóng đen ấy cho đến khi cả cảm giác được đã tạm lánh xa thần chết. Cơn mưa ập xuống tới bời, hai bóng đen ngồi bệt trong mưa lầy lội giữa rừng âm u. Chỉ huy, sao cô không chạy đi, không chừng sẽ chết chung đấy. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người lính thôi, cô ấy nấy làm gì. Hy vọng những người khác có thể vượt qua được cơn lũ này, dù sao chúng ta vẫn phải đến nơi tập kết vào đêm mai bàn tay cô từ từ rút ra khỏi tay gã những giọt nước lạnh và buồn đất còn động lại trên bàn tay khiến gã thấy một chút chơi vơi Gã uể oải đứng lên phía trước dáng người con gái nhỏ trong bộ quân phục sũng nước đang bước đi vững chãi như một ngọn đuốc sống đầy sức lan tỏa mái tóc vết lại trên khuôn mặt trắng như sứ trong cô chẳng khác nào một nữ chiến binh thần thánh chân gã trở nên vững chãi hơn Cô gái nhỏ ấy vừa cứu gã khỏi tay thần chết và bây giờ cho gã thêm nghị lực để tiến bước về phía trước. Đi hết một ngày, bọn họ nhận được tín hiệu của đội, mọi người vẫn đang tiếp tục hướng về địa điểm tập kích, chỉ bị mất một số đồ quân dụng do lũ cuốn đi, còn lại không ai bị thương nặng. Đến sẩm tối cơn mưa đến kèm theo cả bão, cơn bão trong trường sa mua thật khủng khiếp. Bão giật từng hồi như mang theo cả tiếng gào thét của núi rừng, như bật từng gốc cây, đâm thủ mạng nhĩ, Tìm mãi cũng thấy một hang động ăn sâu vào vách núi, hai người bọn gã tìm được nơi trú chân qua đêm. Nhưng chừng 11 giờ đêm, nhiệt độ đột nhiên xuống thấp, có lẽ đã xuống đến mức 2, 3 độ C. Trong bất cứ tình huống nào cũng không được đốt lửa. Ba lô quân dụng của gã đã bị nước cuốn trôi. Trần Lâm Phước cho gã tắm chăn mỏng rồi chọn một chỗ tương đối bằng phẳng sát vách đá. Gã cuốn chiếc chăn quanh người một lúc, vẫn thấy trung lên từng chập. Gã liếc sang phía Trần Lâm, cô vẫn ngồi im, bắt khép lại. Gã nghe nói những người luyện nội công có thể tự thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Hơn nữa, trong suốt quá trình huấn luyện, cô đã chứng tỏ là một người sắc đã không gì có thể quật ngã được. Tuy nhiên, cô vẫn là phụ nữ, nhìn sự mong manh đó bất giác gã muốn gian rộng đôi tay, cuộn tròn gái cô. Nhưng ý nghĩ đó lập tức được gã dập tắt, bởi gã biết trong mắt chỉ huy, gã là một hộp trò cá biệt cực kỳ khó ưa. Tốt nhất, gã phải lo cho mình trước, nếu không gã sẽ là vật cản đường để đồng đội bước tiếp. Nửa đêm, gã tỉnh dậy, trong bữa tối lờ mờ gã hỏi, Trần Lâm, cô còn thức không? Thành mưa rồi thì phải. Gã hỏi mấy câu không thấy trả lời, gã lần sờ một lúc thì thấy cô nằm nghiêng trên vách hang toàn thân lạnh toát. Gã lay gọi cũng chỉ thấy người đàn bà thép ấy mềm dũng ra, đổ ập phần ngực gã. Không xong rồi, gã cuốn lên. Trong đầu gã chợt nảy ra phương án sơ cứu. Chỉ có thân thể con người mới cứu được một người chết cống. Không có thời gian để đắn đo, gã cởi hết khúc áo ngực, cởi luôn áo của Trần Lâm rồi ôm chặt cô vào ngực gã, quấn chăn kín cả hai người, khó ngừng xoa hai bàn tay lạnh hóc của cô. Cứ thế, đã lẩm bẩm một điều gì đó, rằng cô là một mùa khó ưa, cô phải tỉnh lại để có ngày ăn thua với gã, rằng chỉ vì sự sinh tồn thôi nhé, chứ được gã ông không phải dễ. Gã hiểu chỉ cần ý thức của cô còn sống, nhất định cô sẽ tỉnh lại. Thời gian cứ chầm chậm như trương ngươi, gã vẫn tiếp tục nói, đầu lưỡi tê cứng, hơn 30 phút trôi qua, bàn tay cô cự quỵ sơn nắm chặt lấy tay gã, đôi môi khô mắt máy cho tôi nước. Gã với tay lấy bình nước, ngậm vào miệng một lúc cho tăng giá rồi mới mớm vào miệng cô. Thân thể Trần Lâm đã ấm dần lên, thậm chí ở trước ngực gã đã cảm thấy hơi nóng phật phòng dội vào khiến trái tim gã muốn nổ tung. Gã cảm nhận được mùi ngai ngái của buồn trên mái tóc cô, mùi hương trên nữ dịu dịu trên bờ phai trần, vị ngọt đê mê trên bờ môi lạnh giá. Đúng lúc ấy, bàn tay trần lâm chợt di chuyển cô vòng tay ra phía sau tấm lưng trần của gã những ngón tay như bấu chặt khiến gã có cảm giác hơi đau ở thứ thịt mắt cô vẫn nhắn nghiền cánh tay mỗi lúc một siết chặt hơn giống như một nhánh phong lan bị cơn gió thổi bay xuống cho điện một hồi rồi bố phiếu được vào một thân cây hồng vĩ, cố níu lấy sự sinh tồn bình minh bắt đầu chen ngang vào giữa hai người trần lâm choàng tỉnh dậy kéo luôn cả tấm chăn mỏng quấn lên người mình rồi bất ngờ dơ chân đá cho gã một cước lộn nhào trong khi gã chưa kịp định thần thì cô đã mặc xong quân phục, mặt trần làm đỏ bừng. Họ bắt đầu cuộc hành trình trong im lặng, mọi ý kiến của cấp dưới và mệnh lệnh của cấp trên đều được đưa ra một cách nhát gừng, gượng gạo. Đến sẩm tối, bọn họ cũng đến được điểm tập kích, được lệnh chiến đấu ngay trong đêm. Vừa qua thung lũng trước mặt là tới sào huyệt của bọn tội phạm quốc tế, tất cả đều lặng lẽ. Phía sau họ, hai bên sườn núi cũng đã có quân đội hỗ trợ từ phía Trung Quốc sẵn sàng tác chiến. Đêm hôm ấy thật ngắn ngủi, gã không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết trong đợt tấn công ồ ạt ấy, bỗng dáng Trần Lâm luôn ẩn hiện. Lúc thì phía sau gã, lúc ngay bên trái bắn hiểm trợ cho gã, lúc thì đứng dựa lương vào gã như một nữ thần hộ mệnh. Phút cuối của chiến dịch, gã chỉ thấy băng nhóm cánh cam bị bọn gã đuổi giết đến tận cùng, liền đó gã cũng ngã xuống. Gã chỉ thấy Trần Lâm đang lao về phía gã, máu chảy dòng dòng bên thái dương của cô. Gã cố mở mắt cượng dậy, cổ họng như muốn gào lên, trần lâm. Gã chìm vào cõi âm u đen tối, chỉ còn âm vang bước chân của đồng đội tiến về phía trước. Mùa đông mập đến thật nhanh khiến ánh nắng không kịp chào từ biệt lần cuối mà lặng mất tâm vào những tầng mây đen kịch. Trong cuộc chiến sinh tử, người ở kẻ đi, có những giọt nước mắt khóc vui mừng trong chiến thắng, có những giọt nước mắt khóc cho tận cùng của sự hy sinh và chia ly. Gã tỉnh dậy trong bệnh viện, cánh tay trái chỉ còn đến quỷ tay, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong ốc gã là gương mặt bết máu của Trần Lâm. Nghĩ đến đó gã bèn co giò phóng xuống giường. Bỗng thấy đau nhói một cái, gã mới bất lực nhìn ra chân phải của gã cũng đang quấn băng trắng toát, chỉ cần cử động là đau như xé. Gã như gào lên với nữ quân y đang có mặt trong phòng, Trần Lâm đâu, cô ấy có sao không? Tôi không rõ, có lẽ cô ấy ở khu điều trị khác. Đã nằm phật xuống, hoang mang đến tổ cùng. Liệu người ta có thể sống bởi một viên đạn vào đầu không cơ chứ? Những ngày tháng bên nữ chỉ huy như một cuốn phim quay chậm, gã nhớ cô quá, nhớ phát điên. Càng nhớ, gã càng thấm thía những điều mà Trần Lâm đã huấn luyện gã bởi tất cả bọn tội phạm và bọn gã vừa truy quét đều là những tên khét tiếng đến từ khắp các châu lục. Những tên cầm đầu đều có khả năng chiến đấu và lẫn trốn trong rừng và ngang ngửa với một đặc vụ quốc tế. Còn những tên tép điêu thì cũng không kém gì một cảnh sát được huấn luyện kỹ càng. Hơn thế nữa, trường già chính là nơi chúng phát huy hết sở trường. Nếu không có đợt huấn luyện vừa qua chắc gã không có cơ hội hạ được cánh cam chứ chưa nói gì đến giữ được mạng sống. Lúc đó, phía bên ngoài cửa kính lờ mờ, có một người con gái đầu quấn băng trắng đang nhìn gã. Cô thầm nghĩ, tưởng gã này chỉ là một kẻ bất quy tắc, hám gái. Không ngờ lúc chiến đấu lại bất chấp sống chết như thế. Gã cứ như một con mảnh thú càng quét đối phương, khiến chúng dậy bạc mạng và đồng đội của gã cũng vì khí thế đó mà xông lên bắt đến tên cuối cùng. Và, mình còn nợ gã một mạng. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy thân thể ấm nóng của gã như đang bao bọc lấy mình, môi cô chợt khô như bị vệt nắng quét qua. Vài ngày sau, Quách An như sống lại khi nhìn thấy Trần Lâm bước vào với chiếc băng trắng trên đầu. Đã vờ như thờ ơ hỏi trong khi lòng ngực dội lên một cơn co thắt, cô vẫn còn sống cơ à. Cùng lắm tôi cũng chỉ bị mất một bên tai thôi, sau này xài tai giả cũng vẫn đẹp chán. Còn anh thì, cô nhìn cánh tay gã chế dũ thì tôi cũng chỉ mất có một cánh tay thôi, còn một cánh vẫn đủ sức quơ gái đẹp nếu lúc bị thương đã chịu khó dừng lại băng bó vết thương thì có lẽ gã vẫn giữ được cánh tay mà quơ thêm gái còn trần lâm thì bị một viên đạn sượt qua rơi luôn cả tay trái với một mảng da đầu hiện tại mấy thứ đó đã nằm yên trong rừng già tuyệt nhiên không tìm thấy tung tích trần lâm ngồi xuống bên cạnh thật ngạc nhiên khi giữa hai người không còn có khoảng cách qua cuộc chiến đấu sinh tử gã đã, đã thấy ở cô hai chữ đồng đội và hơn thế nữa cái cảm giác đợi chờ cứ dâng lên trong lòng, như cơn thủy triều lên không chịu rút. Những ngày qua, cả trong mơ đã cũng thép vào tên cô. Cứ như thế, họ nói với nhau về cuộc chiến đã qua cho đến khi Trần Lâm phải quay lại phòng điều trị. Những ngày sau đó, gã vẫn chưa đi được do chưa lành vết thương ở chân. Trần Lâm vẫn thường xuyên sang thăm đã khiến cho việc đó trở thành sự kiện được mong đợi nhất mỗi ngày. Cuối tháng, Trần Lâm được lệnh trở về đơn vị cũ để phân tích một số đầu mối cho một chuyên án mới cô chuẩn bị sẵn tư trang rồi sang tạm biệt gã. Cô cố sắp xếp cho mình một câu nói nào đó đủ để gã hiểu rằng cô chờ đợi ngày tái ngộ. Cô bước tới khu điều trị hướng đông, tâm trạng bâng khuân, bước chân phương phấn. Một vài chiếc lá còn sót lại từ mùa xuân đua nhau rơi lã tả trong khuôn viên bệnh viện trong cơn gió nhẹ. Đến căn phòng ấy, cô dừng lại nhìn qua cửa kính. Gã đã đứng trên chiếc nạn gỗ, một tay chống nạn, con tay kia đang phòng qua lưng một người con gái, cô trông thấy bờ vai nhỏ nhắn xa là ấy đang trung lên từng hồi, còn bàn tay gã đang phổ về an ủi. Bóng hai người đó như một bức tượng ái tình tạc vào tâm trí cô. Trần Lâm quay gót trái tim sắt đá chợt ngang như tróc trách giọt lệ chảy qua những khe nước vô tình. Ngày hôm sau, gã điên cuồng khi biết tin Trần Lâm đã lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt. Gã lập tức xin ra viện nhưng không nhận được bất cứ sự chấp nhận nào. Hai ngày sau, nữ quân y hớt hải chạy lên báo cáo với cấp trên. Đâm phụ Quách An đã biến khỏi bệnh viện. Giả mò đến đơn vị cũ của, của Trần Lâm thì được biết cô không còn ở đó, còn việc cô đi đâu hoàn toàn không thể tiết lộ. Một lần nữa, gã lại rơi xuống vực sâu không đấy. Gã biết, một đặc vụ bất ngờ mất tích hoặc bị thay đổi toàn bộ hồ sơ thì gã có lên trời cũng không thể điều tra nổi. Gã hận gã vì còn ấp ủ nhiều điều chưa kịp nói với cô, sau đó gã hận cô vì chỉ coi gã như một thằng lính quen, đến khi ra đi cũng chẳng thèm cất một câu từ biệt. Nửa năm sau, trần lâm xem đi xem lại bức hình một cô gái mặc quân phục cảnh sát dáng dấp mái tóc đều trong sức quen thuộc hình như con người này đã khắc sâu hình ảnh vào trong trí nhớ của cô khiến cô không thể không vì một chút tình cảm cá nhân mà tìm kiếm đó chính là cô gái đã đứng trong vòng tay của quách an cách đây hơn nửa năm về trước có một điều cô đã để tình cảm lấn chiếm lý trí mà phán đoán sai lầm nữ cảnh sát ấy chính là em ruột của gã bọn họ đã có một cuộc tương phùng không đúng lúc Trần Lâm đặt nhanh tập hồ sơ vào ngăn tài liệu rồi vội vã bước ra ngoài. Khi ấy, tại một quán cà phê trong thành phố, có đang ngồi nhâm nhi một ly đen đá đặc quán. Đầu nửa nhì tê đi. Gã nhìn ra khung cửa sổ màu ngọc bích tơ tưởng bóng dáng một người. Xin lỗi anh, anh có thể chuyển sang bàn phía trong được không? Cậu thanh niên phục vụ trong quán lịch sự đề nghị làm các đôi hồi ức lãng mạn của gã đang trở về trong hang đá lạnh giá giữa rừng. Gã trở nên bực bội bất thường. Không được. Gã chỉ nói vậy rồi hướng mắt ra phía cửa sổ, tâm trạng như ương tắc ở nơi nào đó thật khó chịu. Nhường nhìn chút đi ông anh, ông anh có một mình ngồi đâu chẳng được, nhường chỗ rộng cho tụi này đi. Một giọng nói kẻ cả vang lên, gã ngẩn lên đã thấy lối nhú xung quanh gần chục thanh niên trong người ngợn chẳng ra sao. Trang phục thì lầm thuận toàn xích với hồ lô, tóc thì đủ kiểu đủ màu. Các cậu có bản lĩnh thì cứ tới ngồi. Nhìn thấy một cả cao lớn cuộc tay ngồi đó không chịu nhường, cả lũ thanh niên sôi lên sùng sục đứa cầm đầu sốc tới định túm cổ áo gã nhấc lên nhưng thằng nhóc chưa hiểu bằng cách nào mà một cánh tay của người đàn ông ấy có thể nhấc bổng cả người hắn lên rồi ném vèo vào góc phòng như mớ trẻ rách thấy đại ca bị mất mặt cả bọn xông lên định băm viên gã ngay tức khắc đã lâu rồi không được cựa quậy chân tay gã cũng say không kém chỉ sau vài cú chặt lên chém xuống cả lũ kia đã nằm la liệt khách trong quán chạy tán loạn một vài cuộc điện thoại được gọi chẳng mấy chút từ đâu ra một lũ côn đồ cầm theo dao gâm kiếm cung gậy ào ào xông tới trong lúc lộn xộn gã bị trúng một dao vào bả vai máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của gã bỗng đâu một chiếc bóng nhỏ nhắn lao phút vào chỉ mấy động tác đơn giản mà cả lũ dao kiếm hùng hồn mấy chục đứa kim mũi đứa phân một nơi kinh hồn bàn phí nhận ra đó là một cô gái bọn chúng cứ trợn mắt lên mà nhìn không hiểu người hay ma mà chỉ lướt qua một phòng đã hạ gần hết bọn chúng Đúng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát hụi tới, bọn chúng làm cầm dắt díu nhau định chạy nhưng thất một cái, chiếc bóng nhỏ nhắn kia đã đứng chắn ngay trước cửa. Cảnh sát đây, không ai được rời khỏi khu vực này. Cô gái lạnh lùng nói. Gã đứng phía cuối căn phòng, nhìn trơn trơn về phía người đã trợ giúp mình. Hình bóng đó đã in sâu vào tâm trí gã, kiên cường, đẹp đẽ như một nữ chiến binh thần thoại. Cảnh sát ập đến trong nháy mắt đã gom hết đám thanh niên hiếu chiến về đồn. Cô đứng đó, nhìn cánh tay gã đầm điều máu rồi nói, còn mỗi cánh tay đó mà quơ gái thôi, nên cẩn thận một chút. Gã chẳng mang đến vết thương còn con ấy, phục cái đã ở trước mặt Trần Lâm. Một đặc phụ không nên ẩu đã giữa đường giữa chợ như thế, cô còn phải giữ chút thể diện chứ. Trong anh thì có khác gì mấy kẻ cung đầu đâu, chẳng có chút liêm sĩ nào. Gã giơ cánh tay còn lại lên, vuốt mấy sợi tóc trên trán cô rồi nghiêng mình ngắm nghĩ, cái tay mới trong cũng bệnh đấy chứ. Lẽ ra gã phải nói, anh nhớ em, nhớ đến chết đi được nhưng rồi gã lại hạ tay xuống cười một cách hết sức ngáo ngơ chúng ta lúc nào cũng là một đội thiện chiến trần lâm phì cười nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nữ chỉ nguyên như tia nắng trọi vào rừng nguyên sinh lạnh lẽo làm tất cả đều bừng lên rộn đã cô ghé sắt vào tai gã nói rõ ràng từng câu nói yêu em đi đồ hèn gã chỉ biết lắp bắp vài câu gì đó như là mây phía cỏ hoa phía bướm đại loại thế gã chẳng nhớ nữa cho đến khi bờ môi gã được phủ lên bởi một bờ môi mềm mại thơm ngát